thích màu sắc thì không có màu sắc nào đẹp hơn màu sắc của tình yêu. Trong tất cả các âm thanh, không có âm thanh nào hay hơn âm thanh của tình yêu. Và tình yêu là một điều tuyệt vời nhất mà Tạo Hóa ban tặng cho con người chúng ta. Sự hiện diện tối nay tại đây của các quý vị là niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi. Các quý vị đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời gian bằng ngọc về đây chung vui, chúc phúc cho hai con chúng tôi. Từ đáy lòng mình, tôi xin gửi tới các quý vị lời cảm ơn trân trọng, chân thành nhất. Take me in the moonlight, take me to your room, I transcend when I'm with you. I would do anything, you complete me. Chúc Hiếu và Mai trong năm hạnh phúc. Chúc anh Hiếu và cậu Mai trong năm hạnh phúc, sống sinh quý tử nhá. Hạnh phúc Hiếu lên.